Nguyên cái lưỡi con bò dài thòn đốm đốm luộc lên ăn nó lạ lắm. Bật cái clip lưỡi bò lên con táo nó coi không chớp mắt luôn. Ok đi mua thôi. Trời thật tới sao ông già nhốt phủ nha rồi. Để kiếm cách chui ra mới được. Trời ơi mình mặc quá bởi vậy chui ra không được. Trời ơi quá cái đầu nó ra ùn. Trời ơi ông già bỏ tôi hả nó có được. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sau bao ngày tôi đi chợ một mình Sen Đá không có tin tưởng tôi người nữa. Nên bây giờ Sen Đá phải đòi đi theo để coi tôi mua cái gì. Em dặn hai cái lưỡi bò không quá chị? Dạ. Như chị? Như tiền chị? 225 ngàn. Cảm ơn chị. Nói chứ cái lưỡi bò này hôm kia mà đi mua không có. Người ta nói mua thì để lại tiền đi rồi dặn lại. Rồi người ta mới chừa cho. Thấy vậy mình dặn hai cái để lại 50. Rồi bữa nay mới đi lấy về nè. Trời ơi sao nó ghê vậy? Sao nó đốm đốm vậy ta? Ủa lưỡi bò nó vậy nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế cho thiệt là sạch nha mọi người. Tôi sẽ xát muối chà chanh nó cho thiệt là kỹ. Cái lưỡi bò nó ngộ lắm, ở trên nó nhám cào à. Rất là nhiều mấy cái đốm đen luôn. Nói chung tôi cũng không biết làm cái món gì, tôi rửa sạch rồi luộc lên ăn thôi. Củ hành, gừng, xả. Mình sẽ chấm nó với cái nước chấm màu xanh lá này nha. Mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Rồi bây giờ thì cái lưỡi bò của mình nó cũng chín rồi nè. Nhưng mà sao tôi lột da nó không ra như người ta. Trời ơi tới nữa rồi, tới khổ nữa rồi. Bất kỳ với ta. Hay là mình luộc chưa có đủ mọi người? Chắc là do mình luộc lửa bự quá mọi người. Nên nó không có lột như trên hình được mọi người. Bây giờ mình sẽ cạo nó nghe nha. Mình sẽ cạo ra nó cũng khá là đơn giản chứ không có khó quá đâu. Sau cái thời gian thì anh Trung cũng cạo được như thế này nè mọi người. Mà hồi hộp hết trơn. Giờ mình ăn thử coi cái lưỡi bò như sẽ như thế nào nha mọi người. Cái nước chấm gì mà không biết nữa màu xanh lè. Oh my. Ngọt quá. Dai. Ngọt, nóng hơi mùi bò nha mọi người. Để mình ăn thử nha mọi người, chắc lần này mình luộc lửa nó hơi lớn á. Nên nó hơi dai, Sen Đá nó dai, mình ăn thử có dai không nha. Ngon ha, sực luôn. Ngọt ngay à. Sực luôn. Sao Sen Đá nó dai ta? Dai mà, hơi dai mà. Dai là dai lớp ngoài thôi nè. Còn trong vẫn ok nha, ngọt ngay, không ngọt. Có hồi. Giòn sực. Cái phần ngoài của cái lưỡi thì nó rất là dai, nhưng mà cái phần trong mềm vừa ăn nha mọi người. Cái vị nó cực kỳ ngọt, hoàn toàn không có hôi hám gì hết. Cái này mà mình nấu cháo lưỡi ăn là hết sảy. Thôi bây giờ tôi sẽ đem nó đi luộc thêm 2 tiếng đồng hồ nữa coi nó làm sao. Chứ ăn kiểu này cắt bỏ ngồi uổng lắm. Còn đây là cái khúc dành cho bạn nào yêu cầu coi mấy con mèo ở nhà tôi nè. Hai con màu sáng là con, còn con mẹ là màu đậm. Mèo này là mèo anh lông ngắn, con màu đậm là mẹ là xám xanh nha mọi người. Hai con kia là con Billy Lắc với con Lilac. Ta nằm xuống đây con. Nằm. Đó. Giỏi nha. Đó.